Mọi người thường coi thường những thứ đơn giản, chúng ta thích làm những thứ hoành tráng, cao xa gì đó ở ngoài kia, đúng không? Nhưng mà mãi chẳng đạt được kết quả, bởi vì mọi người không làm những thứ cơ bản. Chúng ta đều mong muốn là gì ạ? Làm lớn, làm thành công nhanh, rồi là giàu to một cách dễ dàng, tất cả những thứ. Mà không ai muốn bắt đầu đi học từ cơ bản. Để chúng ta từ một người kém trở thành người giỏi thì chúng ta phải điều đầu tiên đó là đúng rồi. Và nỗ lực thì ở góc nghĩ nó nặng nề thì là cái gì rất vất vả, nhưng ở góc độ nhẹ nhàng hơn thì đó là việc gì cả nhà, nhắc lại nào. Ở 2 3 hai hai phai là làm nhiều lần. Nhiều lần là mọi thứ trở lên nhẹ nhàng hơn, đúng không? Nhiều lần. Những thứ này nghe nó đơn giản không cả nhà? Ai cũng biết. Ở nhà tôi cũng nói mãi rồi, tôi cũng nghe suốt rồi, tưởng thế nào, đúng không cả nhà? Có phải những cái thứ đấy đều rất đơn giản không? Cái này ai chẳng biết, có việc gì mà phải đi học, phải không? Nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn xem được rằng là biết nhưng tại sao lại chưa có. Nhiều người bảo ôi trời mẹ mấy cái này dễ mà thầy cũng nói được, đơn giản. Câu hỏi là đơn giản sao vẫn chưa có được thứ mà bạn mong muốn? Câu hỏi vì sao? Vì sao? Vì sao cả nhà? Ai cũng coi thường những thứ đơn giản và chúng ta thích những thứ phức tạp, phải vậy không? Chúng ta chỉ thích làm hoành tráng, chúng ta chỉ làm những thích đi làm những thứ cầu kỳ, còn những thứ đơn giản thì chúng ta thế nào ạ? Bỏ qua. Ra biển ấy, đắm tàu là vì lý do gì? Một cái tàu rất to khổng lồ, vì sao lại bị đắm? Vì sao? Bão có làm lật thuyền được không? Bão làm lật được không? Rất hiếm trường hợp bão và sóng to làm lật thuyền. Bởi vì thuyền sinh ra để làm gì? Thuyền sinh ra để làm gì? Để vượt biển. Sóng càng lên cao thì thuyền sẽ càng cưỡi trên ngọn sóng. Đấy là nguyên lý cấu tạo của sóng. Máy bay thì sao? Máy bay thì sao? Sinh ra để làm gì ạ? Đi ngược với cả sức gió và trọng lực của trái đất, đúng không? Đấy nguyên lý cấu tạo đấy. Vậy thì trường hợp mà bão lớn làm lật thuyền là trường hợp rất hiếm, hãy nhớ cái điều đấy nha. Hoặc trong trường hợp là cái thuyền đấy nó đã cũ nát hết rồi và những yếu tố để đảm bảo an toàn cho nó là không còn nữa. Bạn sẽ nghe câu chuyện lật thuyền đều là những chiếc thuyền đánh cá, tàu bè đã cũ rồi, nhưng bạn sẽ gần như không nghe được thấy câu chuyện cái du thuyền nào ở ngoài kia bị lật. Biết du thuyền không? Giá hàng triệu đô, nhiều triệu đô. Đấy tức là những thứ cũ kỹ mới bị ảnh hưởng. Vậy nguyên nhân gì để làm cho một cái thuyền bị đắm? Nguyên nhân gì? Đó là nước tràn vào. Nước tràn và tràn từ từ. Tức là gì? Là một lỗ thủng nhỏ thôi ở đáy thuyền. Một lỗ thủng nhỏ thôi làm cho nước nó vào từ từ và không ai phát hiện ra. Cho đến khi nó vào đến chân rồi, đến gối rồi, đến cổ rồi, thì khi đấy thì thế nào ạ? Chìm. Và tương tự, mọi người thường coi thường những thứ đơn giản. Chúng ta thích làm những thứ hoành tráng, cao xa gì đó ở ngoài kia, đúng không? Nhưng mà mãi chẳng đạt được kết quả. Vì sao ấy? Trong kinh doanh người ta rất rõ ràng, người ta phân tích là 100 doanh nghiệp được tạo ra ngày hôm nay thì 5 năm sau ấy, nó chỉ còn có 5% sống sót. 95% là thất bại. Vì sao lại vậy? Vì sao? Bởi vì mọi người không làm những thứ cơ bản. Chúng ta đều mong muốn là gì ạ? Làm lớn, làm thành công nhanh, rồi là giàu to một cách dễ dàng, tất cả những thứ. Mà không ai muốn bắt đầu đi học từ cái gì cả nhà? Từ cơ bản. Làm những thứ đơn giản. Đã nghe thầy phải chỉ cho em cái chiến lược này, chiến lược kia chứ. Ai thầy đi chỉ mấy cái này?
Nhưng hãy nhớ được rằng là chiến lược thì nó chỉ là cái gì ạ? Những thứ ngắn hạn. Còn nền tảng bản thân của chúng ta là cái người làm ấy, vẫn là một chiến lược như vậy. Tôi chỉ cho những người kém thì không làm được, nhưng chỉ cho người giỏi thì người ta tạo ra giá trị gấp hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Vẫn là một bài học. Có những người một năm tạo ra doanh số hàng trăm tỷ, có những người một năm không tạo ra cái gì còn thêm nợ. Có. Vì đâu có sự khác biệt như vậy? Vì đâu cả nhà? Vì cái người giỏi là họ đã có một quá trình lỗ lực. Lỗ lực tức là làm gì? Làm đi làm lại nhiều lần, tức là trình độ hành động của họ, năng lực hành động của họ đã ở mức gọi là gì ạ? Xuất sắc. Và người ta chỉ cần làm một cái gì đơn giản người ta cũng giỏi. Còn cái người này này thường là những người mà cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng biết rồi nhưng mà làm thì chẳng đâu vào đâu cả. Để cho nên hãy nhớ là những thứ đơn giản nhất người bình thường không làm thì tôi làm. Tôi hay nói là gì? Tôi có đâu có gì giỏi đâu. Mọi thứ vẫn như bình thường như mọi người. Nhưng vì sao mình có kết quả? Vì sao? Bởi vì tôi nói là gì ạ? Tôi làm những thứ mà người bình thường không làm. Làm những thứ bình thường mà người bình thường không làm. À, nhắc lại là làm những thứ bình thường mà người bình thường không làm. Nhắc lại là làm những thứ bình thường mà người bình thường. Rồi. Và người bình thường ở ngoài kia thì họ hoành tráng lắm, thích thể hiện này nọ, thích ta đây, giỏi rồi này nọ. Phải vậy không cả nhà? Làm cái gì cũng nhanh chóng bỏ cuộc, nhanh chóng chán nản, nhanh chóng từ bỏ. Đấy là người bình thường, đó là xã hội không thích rủi ro, xã hội thích an toàn, thích an nhàn. Phải vậy chưa nào? Đấy là những gì á, người bình thường đang làm. Còn chúng ta thì làm những thứ bình thường mà người bình thường không làm. Là gì? Tôi dám trả giá, tôi không sợ rủi ro, tôi dám làm những thứ mà đi ngược với quan niệm của xã hội, của mọi người. Chúng ta dám làm những thứ đó thì chúng ta mới có khả năng để thành công được. Làm một cái thứ gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong cuộc đời của bạn đã có bao nhiêu lần làm được cái việc đó, lặp đi lặp lại nhiều lần. Và đo lường bằng con số. Có cái gì, có thói quen nào đó thì chúng ta làm đến mức xuất sắc không? Làm lặp đi làm lại không? Có rất là nhiều thứ chúng ta đơn giản, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại không làm. Ngủ dậy sớm cũng là một thứ tích cực để chúng ta có thể làm. Sớm là mấy giờ? Có người bảo 5 giờ, có người bảo 6 giờ, có người bảo 7 giờ. Tùy vào tính chất công việc, nhưng nói về cơ thể con người thì 6 giờ dậy là đẹp. Ngắm trời, thời tiết, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp vào thời điểm đó. Sớm hơn được thì tốt. Những người mà có tuổi rồi thì không ngủ lâu được. Phải không cả nhà? Thường họ dậy rất sớm. Nhưng một người bình thường như chúng ta ở độ tuổi này thì cứ khoảng 6 giờ dậy là đẹp. Và làm sao để bạn tạo ra cái thói quen đấy trong rất nhiều năm. Có những người 8 giờ mới dậy. Thì làm sao mình có khả năng mình chuẩn bị sớm được bằng những người 6 giờ. Nghe hiểu không cả nhà? Chỉ bằng việc dậy giờ nào thôi nó đã tạo ra hai con người khác nhau. Một người dậy 8 giờ người ta sẽ phải hớt ha hớt hải để người ta chuẩn bị tất cả những thứ đi làm. Còn người 6 giờ thì đã xong xuôi hết một cách bình tĩnh, một cách nhẹ nhàng. Đúng không? Lên kế hoạch làm việc cho một ngày luôn, giờ này sẽ làm gì, đi đâu, làm gì. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị rất rõ ràng. Còn người dậy muộn thì gần như là gì ạ? Thế nào cả nhà? Vội vàng trong tất cả những thứ còn lại. Thì lấy đâu ra thời gian để sắp xếp lịch làm việc một ngày, làm cái này, làm cái kia. Chúng ta sẽ không thể nào có sự chủ động trong ngày. Đấy chỉ đơn giản thôi nhé, không có cái gì ghê gớm ấy. Nhưng dậy sớm. Rồi việc là chúng ta học tập, phát triển tư duy. Ngồi ở đây thì chỉ có 2 ngày thôi. Và 1 năm không có mấy lần hết, vài lần tối đa. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngồi nhà của mình để học thông qua cái gì cả nhỉ? Thông qua cái gì ạ? Video này. Thông qua gì? Sách. Và bạn có thói quen như vậy không? Lắng nghe, học tập mỗi một ngày. Có thói quen đọc sách mỗi ngày không? Rồi người nào tốt hơn nữa là có thói quen quay lại video nói được rằng ngày hôm nay tôi có cái này hay ho. Đấy là những thói quen mà tạo ra sự thành công đấy. Vì sao tôi, ví dụ ở trên kênh YouTube của tôi đến bây giờ hơn 100.000 đăng ký. Nói về nội dung đào tạo về kinh doanh thì cũng thuộc dạng là cũng có nhiều người biết tôi. Cái bắt đầu của tôi là một cái video rất là xấu, không chuyên nghiệp, tất cả những thứ. Không có cái gì vào cái gì hết cả. Những việc của tôi là tôi biết được rằng là muốn làm giỏi
ở ngày mai thì ngày hôm nay chúng ta phải thế nào cả nhà? Phải thế nào ạ? Phải bắt đầu. Cho dù là nó dở, việc của mình là vẫn cứ phải làm như bình thường. Và thói quen cũng thế, bạn bảo em rất muốn được giống như thầy. Tôi bảo muốn được giống như thầy là giống như thế nào? Đó, bây giờ bạn trở thành người nổi tiếng. Bạn trở thành có một công việc kinh doanh thành công. Bạn có nhiều tài sản, có nhiều tiền bạc. Bạn có muốn giống như thế không? Có muốn không? Muốn không cả nhà? Ai muốn giơ tay? Ai cũng muốn. Nhưng bây giờ để bạn sống theo thói quen của tôi thì liệu bạn có sống được không? Tôi cũng giống như bạn thôi nha, để tôi kể. 6 giờ là dậy. Cho dù trong mọi hoàn cảnh, cứ 6 giờ tiếng chuông điện thoại báo là dậy. Có những hôm thì mình báo trước cho cái chuông luôn, tức là mình dậy rồi chuông chua báo. Đấy là giờ. Cái số 2, vệ sinh cá nhân xong xuôi là bắt đầu đọc sách. Mỗi ngày 50 trang. Thói quen thứ 2 là làm được không? Mỗi ngày 50 trang. Có nhiều người đọc đến trang đầu tiên là thấy buồn ngủ rồi. 6 giờ dậy là đã thấy ảo ma Canada rồi. Là không đúng rồi. Xong lại đi đọc sách nữa thì chỉ tăng thêm cái buồn ngủ thôi. Rồi sau đó tập thể dục. Tôi mỗi một ngày tôi đều chống đẩy 30 cái ở thời điểm hiện tại. Một năm trước thì mỗi một ngày là 22 cái. Thì dần dần là cái đô của mình nó tăng lên. Tôi cũng không có mạnh mẽ giống như có những người ngày 100 cái, 200 cái, 1000 cái. Tôi 30 cái thế thôi. Nhưng quan trọng nhất nó là thế nào cả nhà? Đều. Xong là gì ạ? Học tiếng Anh. Ban đầu học không biết một cái gì luôn. Gần như là cố để học, cố để cho nó chui vào đầu. Đấy, bạn có chịu được cái cảnh như thế không? Và dần dần cho đến bây giờ vẫn đang phải cố. Nó không phải là thứ mình yêu thích thì phải cố. Và bạn có chịu được không? Và mỗi một buổi sáng thì một ly cà phê đen giờ vẫn đang có trên bàn, chưa uống xong. Một ly cà phê đen, đen đá không đường. Thế vị nó đắng. Bạn có hay uống cà phê không? Ở đây hay uống cà phê không? Một số đúng không? Người miền Bắc với người miền Nam là thói quen khác nhau. Mỗi ngày một ly cà phê đen. Cà phê đen nó có tác dụng gì ạ? Kích thích sự tỉnh táo và làm cho tư duy của chúng ta nó phát triển được tốt hơn. Và cái thói quen này tôi đã dùng lâu lắm rồi. Mỗi một ngày một ly cà phê, không đường, không sữa, cà phê đen. Đen thì nó sẽ đi cùng với cả đắng. Đắng. Và cuộc đời thì bây giờ bạn phải chịu được đắng thì ăn những cái thứ ngọt thì mình mới thấy nó ngon. Chứ còn ngày nào ăn cái ngọt thì đến khi ngày mai ăn cái ngọt nữa thì thấy nó bình thường. Phải không? Thì cho tôi cứ đầu ngày cái thứ đầu tiên nhất đó là cà phê đắng. Thì đấy là một vài thói quen rất nhỏ, chưa nói đến là làm việc. Nghiên cứu tất cả những thứ mới ở trên thế giới về Internet, về marketing, về kinh doanh, mọi người đang kinh doanh cái gì. Tôi bỏ tiền ra để học, bỏ tiền ra để nghiên cứu, làm rất nhiều thứ. Thì bạn có làm theo được như thế không? Rồi đôi khi là gia đình của bạn mà bạn suốt ngày chỉ có công việc thôi, chả có để ý gì đến gia đình cả, bạn có chịu được không? Có đủ sức để vượt qua được cái đoạn đó không? Và ngày nào cũng thế chứ không phải một ngày. Bạn có chịu được không? Hay là đôi khi người ta chỉ nói bạn một lần thôi là bạn không bao giờ bạn tiếp tục nữa. Đấy là một vài thói quen nhỏ, đúng không? Còn rất là nhiều những cái thứ mà ở ngoài kia chúng ta phải làm lớn hơn nữa. Bạn có dám bỏ tiền ra để làm những thứ mà không ai tin được rằng nó có thành công hay không? Ngày nào thành công hay không? Có dám làm không? Nhiều người hay nói đấy, em muốn được giống như thầy. Nghe thì hoành tráng, nhìn thấy đứng sân khấu thì hoành tráng. Nhưng vấn đề là hàng ngày của tôi không phải ở đây, không phải cái hoành tráng này thì nó như nào? Và để đạt được cái điều đấy thì bạn cũng phải y hệt như vậy. Không phải cứ 9 giờ mới ngủ dậy, rồi sau đó cà lơ phất phơ cái đến trưa. Đúng không? Trưa ngáp ngủ cái đến tối hết. Ngày nào giống như ngày nào. Không bảo ôi tại sao em làm mãi không có tiền. Em làm mãi không có tiền. Và như thế thì lấy đâu ra tiền cả nhà? Ai trả tiền cho cái việc đó? Có ai trả tiền cho việc đấy không? Không có. Thế cho nên được rằng là thói quen. Hãy nhớ nha. Thói quen thì quyết định sự thành công của chúng ta. Học chưa? Nhiều lần. Cũng chính là cái gì ạ? Thói quen đấy. Làm cái gì cũng phải làm. Làm cái gì cũng phải làm. Làm cái gì cũng phải làm. Rồi, high five phải làm nhiều lần.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.